xíu nữa là nó chạy mất tiêu rồi. Trời trời nó táp. Bà nội nó. Ấy da, nó vô cá quyển rồi. Tao mang cái bao tay vô rồi mày cái cảnh. Táp vô cái đít không à. Chơi hai em. Chơi anh hai em. Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn đi thăm bẫy gắn nha. Thì hôm nay Tấn đi thăm cái luồng bẫy mà ở Tiền Giang nè. Cái luồng cử rồi nó dính cũng được một ít. Thì hôm nay thì nó cũng tới ngày rồi giáp cử rồi. Thì tạch tàn sáng giờ Tấn cũng vừa đến luồng bẫy nè. Đây sáng chưa chăng là lụm được cục mật ong rồi. Cục này nó tầm khoảng 3 xị. Có 3 xị à. Chứ nhiều nữa thì không có. Tại vì cái tổ này có anh em cắt trước rồi mà nhưng mà anh em không có sửa dĩ á nên nên mật nó bơm không có mạnh. Thì bữa nay Tấn ghé lại thì còn anh em chưa cắt nữa thì Tấn mới cắt chung là khoảng 3 xị à. Thì Tấn cũng giới thiệu sơ lược về đồ nghề nha. Thì hôm nay Tấn đem 4-7 xị cua nè, 50 bịch lúa. Đây lúa chẳng để dưới đây. Dưa leo thì nó cũng mới mua và 35 con chuột nha. Thì nó cũng đến cái bẫy đầu tiên rồi nè. Để Tấn vô Tấn thăm. Cái này chắc Tấn chạy bẫy luôn quá. Thăm cũng mấy cử rồi nó không dính. Cái này rút đi, đi giờ thì đặt chỗ khác đi. Chứ đặt chỗ này hoài mà nó không dính gì hết trơn. Chết quớt nữa rồi. Không thấy phân phướng gì trơn rồi. Chuột thì còn sống luôn nè, chạy thục ló thục ló. Chuột đặt nhỏ kia rồi bây giờ nó đem về nhậu được luôn, chiên nước mắm chiên rồi hoặc nướng gì được luôn rồi. Bành kỳ à. Thôi để Tấn đi thăm tiếp á, nếu có dính thì Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Nãy giờ năm cái gì đó chất quất lúa thì bây giờ nó cũng ẩn rồi nè cả nhà. Chắc cử sao chắc kiếm đường chạy mới bẫy nữa quá. Ồ cây cây này kêu bằng cây gì, cây mui nè nha, trái chín nè, ăn vô cái miệng nó đen hụ chín quá trời chín luôn. Bữa nay tình hình chắc Tấn thấy chắc đi vừa quá. Trời, phân không có phân rồi. Ơ dính gắn kìa. Nè. Có phân không? Đây là có phân rồi. Có phân ngay cái đầu ngón tay Tấn chỉ nè. Nè, kẹo gắn nó nằm trống kìa. Đây. Gắn này được nhì không biết. Cũng nặng nặng nè. Nặng thấy bịch lúa còn cái thinh nè. Sao kiến không nha, kiến không à, sao cái gì thúi thúi vậy, nhì hay ba đây không biết, không nhì thì cũng ba, con này chắc gắn ba rồi cả nhà, để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha, cái này nó chín hai con gắn nhất rồi nè cả nhà, cử này chắc chết rồi quá, kiến rồi đặt đây nè. Dính hai con nè, cả nhà nhớ nè, đủ sĩ. Cái này về ra đây rồi, đó sụp rồi. Ồ, phải phân không? Tôi thấy giống phân rắn này nhưng không biết phân cũ, phân mới nè. Chưa thấy nè. Con rắn hộ hành nữa nghe, nặng nặng nha. Con hộ hành nữa nghe. Con này nhì rồi, không được nhất rồi cả nhà. Nè. Không được nhất rồi.
tính đâu lụm gạo nữa rồi chứ. À, để Tấn đặt lại cho bẫy khác nha. Đợi chỗ này có một cục giường nữa mà im quá mấy ông. Để Tấn kiếm chỗ Tấn đặt cái nữa coi. Đặt thêm vô một cái nữa. Cái này nước ngập chết chuột mấy lần rồi Tấn. Trước đặt ở bên đây. Bây giờ về bên đây cao cao hơn chút. Người ta xả nước vô lúa nè. Tấn đặt bờ hổm hơi thấp. Rồi không có phân phướng gì luôn rồi. Ôi nắng nắng. Chờ cái bằng ngựa. Bằng ngựa nữa rồi. Bằng ngựa không biết bắt được không nè. Nó dư ngựa mini không vậy. Hơi ngựa bự cũng đỡ. Cũng kiếm được tiền xăng, tiền cộ. Nó tăng đặt lại cái bãi khác. Buồn. Buồn thiệt chứ. Bữa nay thăm trễ quá. Giờ này 10 giờ mấy, gần 11 giờ rồi. Thăm cũng gần nửa luôn rồi đó cả nhà. Rồi chết quớt nữa rồi. Không có phân phướng gì trơn rồi. Ôi sao nặng nặng nè. Chờ dính con hành. Con hành nhỏ xíu nữa hay gì vậy nè. Được con này hành 3. Con này bắt được. Mới ăn con chuột cái bụng trong bóc kìa. Ăn cái bụng. Đánh ngược vậy. Để con đặt nó cho bãi khác nha. Tấn bắt gắn ra luôn cả nhà. Cũng hết 7 xì cua rồi. Hai con hành nhì hay là con hành nhì vậy đó. Một con ngựa. Cũng một hai con gắn ba. Nè, mày chung vô đây nè, mày khỏi có luồn đi đâu hết trơn. Trời, bò có luôn mà, thấy cưng không? Ngoan. Con này chừng 3 lạng mấy à. 3 lạng mấy 4 lạng gì. Cả 4 lạng nè cả nhà. Cử này chắc không có gắn nhất rồi. Tấn thấy cái tình hình gì kỳ quá. Bà này bà mới ăn con chuột hồi vô đây ói thú quắc luôn. Chút xíu rồi. Trời ơi, ăn con chuột cái là cái bụng cái nè. Rồi nó ói ra thú gùm. Vũ ra cho nó ói ra luôn rồi. Ói ra rồi. Nó ấu vô trong đây thu gùm, thu quắc luôn. Mới ăn đâu hồi hôm hay gì hả? Đi vô đi chừng hồi ấu đây tính. Bà này không biết bự hay nhỏ. Bắt được. Ê, lu chảy. Ui da.
Đúng là hổ chó mà. Ê. Găng nó găng ngược, nó táp cái nó dính luôn à. Con này có 4 lạng mấy, 5 lạng à. Trời trời vậy. Sao không giả chết đi. Cũng được 1 ký mấy rồi đó. Mà to mặt hàng gì đâu không à. Để Tấn thăm tiếp á. Có dính Tấn quay lại và chia sẻ tiếp cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Cái bẫy này chưa từng biết dính là gì nè. Máy cử rồi. Chỗ này cũng ngon hết biết. Trời ơi, chuột nó tha gác rồi nè. Ở bên này dính nè nè. Dính nè nè cả nhà. Mà nó dính gắn lục. Nè. Trời thần cho nó. Ở đây gắn lục dữ vậy trời. Sao con này nằm im ru vậy. Ui. Hay là bị bà chuột ca xử rồi. Bị bà chuột xử hay gì rồi. Nó là vô nha. Rồi bị chuột xử chết ngắt rồi. Trời đất. Bà chuột đẩy ra. Để Tân đặt lại cái bẫy khác. Tân đặt ở đây. Tân thầm đâu 3-4 cử gì rồi. Mà mất hết 2 cái rồi. Tân về lút vô trong đây nè. Cái phẩm mà đặt ngoài đó đó. Là bị ta phát hiện hay gì á. Mất 2 cái. Ồ có phần nè. Phần rắn này cũng bự quá. Phần này thấy nó không dữ. Phần này nó cũng mới ỉa. Ồ nó mới ăn rồi cả nhà. Sao nó ỉa vậy. Con này cắn cắn nhì kìa. Nhì không. Nó ba không biết. Cái bụng nó bự quá. Thấy nó ăn con chuột này. Mới ăn con chuột luôn. Thôi để Tân đặt lại cái bẫy khác nha. Cái này Tấn mới đặt ở đây thăm cử đầu tiên nè cả nhà. Chó sủa hết hồn mày. Đồ không có phân phướng gì trên nè. Chết quớt rồi. Ủa sao nặng nặng. Trời ơi dính bà ngựa nữa nè. Rồi. Không biết bắt được không á. Ồ cũng thấy cũng trọng trọng nè. Trứng cái gì mà thứ vậy. Cái lá thu địch. Tân có đặt trong cái cục này cái nè. Mình lội cũng hơi xa. Tân đem theo cái bẫy phi cua. Còn nó có chết chuột hay nó dính gì đó. Mình khỏi mất công lội ra. Đặt trong cái cục cậy này nè cả nhà. Chứ có dính viết gì không. Không thấy gì trơn. Rồi có phân nè. Chán như cái đầu hôm nè ha. Biết bự nhỏ. Con này nhất rồi cả nhà. Nè con này nhất rồi xiềng rồi nha. Nè, nè cái đầu nè. Con này chắc cả 6 lạng. Đây. Có hàng. Con này có 6 lạng hơn nha. Thôi Tấn đặt cho cái bẫy khác nè. Tấn bắt rắn ra cả nhà. Nó hết cái bẫy xì cua rồi. Cuối cùng cũng được con nhất nè. Ngon lành cành chanh nha. Nãy Tấn thầm nó có một cái. Nó sảy rắn rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy cái góc bên đây nó. Nó chen gãy cái hôm không. Rắn này chắc cũng không lớn hung đâu. Tầm khoảng chừng 4-5 lạng là hết lóc à. Tại vì cái lỗ nó chen ra rất là nhỏ. Hai con hành với một con ngựa. Cái này thì bị người ta làm công chuyện á. Người ta đạp nó hư cái đít rồi. Chạy mặt hết trơn rồi. Tấn đem về luôn hai cái. Đây là con ngựa nè. Được hai con hành với một con ngựa.
Vui hội về mà được hàng quýp. Chung là tháng này mà được con cả 6 lạng, 6 lạng mấy là kêu bằng hàng quýp đó nha cả nhà. Tháng này dính về là ngon lắm rồi đó. Không có cái cây gì chưa. Sớm giờ chạy lo thăm không mà chưa ăn uống gì chứ, cái bụng nó kêu nó èo èo vậy. Ồ, con này hơn 6 lạng cả nhà ơi. Con này cả 6 lạng rưỡi lận. Trời ơi, uống éo lắm. Con này cả 6 lạng rưỡi lận. Ồ, con ỉa thấy ớn, rắn mà mập ù à. Thằng này mà con rắn này nó mập. Ỉa. Thăm mà lúc nào mà được con nhất là đủ tiền. Lúa còn thinh nè. Cái thái dính cũng hơi lâu rồi. Đây, con này không biết được nhì hay là ba đây, không biết. Không nhì thì cũng ba. Để thọt ba cái phân nó ra để có đặc á. Mà phân nó còn nằm á. Nó dính đó, tưởng đâu dính. Mừng hụt chết luôn. Tại vì cái tháng này không có mưa đó, rồi nên phân nó không có trôi được. Ừ, ngắn này ngắn ba rồi. Ý, trời ơi, ỉa. Văng, cái tẹt. Trời ơi, nó ấu chuột ra luôn rồi nè. Đây, tê bằng ngựa. Tính là cái cử này là chết nữa rồi đó. Ai về nó cũng dính vậy cũng được, cũng kiếm ăn được. Ủa, cái cây mới ra đâu vậy? Chút xíu này là nó chạy mất tiêu rồi. Ở chợ anh Táp bà nội nè. Ây da, vô cao quyển rồi. Để tao mang cái bao tay vô rồi mày thấy cái cảnh Táp vô cái đít không à. Chơi hai em. Chơi anh hai em. Con này cỡ 5 lạng mấy, 5 lạng, 5 lạng mấy lận. Nhưng bữa nay vậy là cũng ổn rồi. Còn khoảng 6 7 cái, 7 8 cái gì nữa đó. Mà giờ hết 7 xe cua rồi cả nhà. Hai ký mấy rồi đó, hai ký mấy bạc. Không tới 3 ký đâu. Để gán thăm cả kiếm con hay con bự bự nữa coi. Vậy là quá im rồi. Thầy Tấn vô mồi á. Tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Có dính nữa thì Tấn quay lại ha. Và chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Đây một cái nè cả nhà. Cái này chỗ này ngon hết, biết mà cử rồi không dính. Cử này chắc chết quớt quá. Lúa nó chín chân, ẩn ẩn chân. Trời, cả nhà nghe ếch nó kêu không? Ông trời, ông cũng thèm mưa dữ lắm rồi đã. Ủa cái bẫy, cái bẫy sao lật ngang luôn nè. Hình như phân hay gì cái nào nè. Có phân, cũng trắng nè. Lật ngang lên luôn. Con hành bò lên luôn. Được nhì không đây? Ồ, hành ba nữa rồi. Nè,
Ok đi, có hay không đi. Ồ, cái này yếu phân rồi nè. Lúc này dính là mừng nè. Để tấn đặt lại cho bãi khác nè. Dưới đây cái nè, cái này cứ rồi nó cũng dính được gắn ba nè. Chỗ này thì rất là ngon, mà người ta tưới cỏ rồi. Không biết cửa sau nó chạy không, cửa này chắc không chạy rồi. Ở có phân anh nằm lúc ở trong này cả nhà. Nè, có phân nè. Đó ra, đen đen trắng trắng nè. Trời, mặt hàng gì đây, trời, hậu hành. Đây còn hành ba nữa nha. Anh em bắt gắn nhất gắn nhì hết rồi. Còn tấn thì bắt gắn ba. Kệ đi. À, dính nhỏ nhỏ mà nhờ dính nhiều đi. Để tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Cái này cử rồi nó cũng dính con gắn ba nữa nè cả nhà. Cái này là còn hai cái nữa là hết rồi. Ồ, nước cạn cá lòng tông nó gom xuống đây quá trời luôn nè. Ồ, nó ụt kìa, hết biết không. Cái này còn có cái tay lưới mà giăng một cái ha. Ồ, cá lòng tông với cá gô non. Kho kho mắm là hết hết bài luôn ha. Thôi để tranh thủ thơm đang đi về. Trời, có phân đó. Rồi, rồi cục phân này chắc gắn mini nữa rồi. Nè, có chút ép hả. Trời ơi, thằng mini. Ô, con này tấn. Tấn thả nó ra liền luôn nha. Để thôi đây ngồi. Còn vẫn còn 7 vẫn còn 7 thăm. Ngồi để tính sao. Cái này cái cuối cùng rồi nè cả nhà. Tấn chanh thử tấn thăm. Cái này cứ rồi nó cũng dính được con gắn gắn ba hay gì ạ. Ờ, tấn thấy có phân phải không? Phải phân hay nữa nè. Ồ, không phải, cái miếng dưa leo. Miếng dưa leo chuột nó cạp trắng trắng á. Để tấn cho nó bịch lúa với khúc dưa leo đi. Tấn bật gắn ra. Tấn tranh thủ tấn bắt gắn ra. Rồi tấn còn mấy cái là tấn đi đặt lại. Một cái hư, hai cái hư. Được hai con gắn ba với một con gắn chót. Gắn là cũng gắn chót nữa. Chuột thì còn nhóc, chuột còn mười mấy con là. Chắc cũng được cả 3 kg, 3 kg mấy là hết gắn luôn á. Rồi nó ấu con chuột ra. Tấn dắt con chuột ra. Nó bụng quá trời, nó bụng sớm giờ không ăn gì chăng. Lo đi thăm không à. Không biết đói. Đồ con này muốn được nhì luôn nè. Ê, chạy đâu vậy em? Trời, rắn nãy mập ù à. Đồ con này chắc không được nhì quá. Không được nhì đâu, rắn ba. Cho nó sạch phân để đặt cái tháng này nó không có mưa á, cái nó còn phân tưởng đâu dính, mừng hụt cái chết luôn. Ê, con này có thể là nhì nè, còn cũng trọng lắm. Trời, é é é gì mà é em ruột. Em ruột ơi, hãy vô đây với anh đi em ruột. Hà tiễn vô leo đi. Trời, còn cái bà này có tí xíu à. Bằng ngón tay út à. Cũng vô ăn chuột nữa, không biết có ăn được con chuột không à. Trời ơi, trời, tôi đi đi bà ơi.
chắc cũng được hơn 3 kg á cả nhà. Nè, một cục nè, ồ xịn không, thấy vậy chứ hơn 3 kg à. Nó cũng 5-6 con gắn ba gì đó là nó cũng 1 kg mấy rồi. Rồi thêm một con nhất, một con nhì. Con nhất đó khoảng 6 lạng rưỡi, con nhì đó khoảng chừng 4 lạng, là hai con đó là cũng 1 kg nữa rồi. Rồi hai con hổ ngựa thì nó cũng xém xém 1 kg nữa, là chắc cả 3 kg, hơn 3 kg đó cả nhà. Thì Tấn cũng xin tạm dừng clip luôn nha. Hôm nay vậy là quá ngon rồi. Tấn hẹn chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha cả nhà.